Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Cà Phê Liên Minh. Chung kết thế giới 2020 đang tới rất gần. Những đánh giá về sức mạnh của các đội tuyển hai người chơi đang được những người hâm mộ vô cùng quan tâm. Mới đây nhất, ESPN, gã khổng lồ trong lĩnh vực truyền hình thể thao, đã công bố bảng xếp hạng những tuyển thủ đáng xem nhất tại giải đấu này. Điểm đáng chú ý là Sob ở lần đầu tham dự giải đấu cũng xuất hiện trong danh sách này. Nếu tính riêng ở vị trí đi rừng, thì anh còn nằm trong top những jungle hay nhất thế giới. Ngoài ra, ở giải đấu trên đất Thượng Hải, Sob sẽ đụng độ người anh em xa xứ Yan Cốt tại bảng A. Đây cũng là hai cái tên mà người hâm mộ Việt Nam rất chờ đợi và cổ vũ. Chính vì vậy, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua top 5 người chơi đi rừng được các chuyên gia đánh giá sẽ tỏa sáng tại chung kết thế giới 2020. Cà phê Liên Minh, cà phê nhân phẩm, cà phê tốc chiến và cà phê Valorant. Hãy subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất từ hệ thống của chúng tôi. Đầu tiên, JD Gaming, Kanavi. Kanavi, tên thật là Cheo Jin Hyuk. Trước khi đạt được những thành công ở mùa giải năm nay, anh chàng này nhận được sự quan tâm rất lớn của truyền thông thế giới nhờ bảo đồng nô lệ với đội tuyển chủ quản vào thời điểm đó, Griffin. Tưởng chừng biến cố đó sẽ khiến Kanavi gục ngã, tuy nhiên, anh đã biến nỗi đau thành động lực và cùng với JD Gaming thi đấu bùng nổ để trở thành nhà vô địch mùa xuân, cũng như sau đó giành vé tham dự chung kết thế giới với tư cách hạt giống số 2 của Trung Quốc một cách đầy xứng đáng. Tại LPL, Kanavi nổi tiếng là tuyển thủ có lối chơi hổ báo, kỹ năng cực kỳ cao và sẵn sàng đi đòn mọi đối thủ ở vị trí đi rừng. Đây được xem chính là ưu điểm và phong cách chơi đặc trưng của Kanavi. Đồng thời, toàn diện có lẽ là từ ngữ chính xác nhất dùng để miêu tả về Kanavi khi anh chàng này xử lý các tình huống với nhiều vị tướng khác nhau một cách hoàn hảo. Trong đó đáng chú ý, con bài Lee Sin của Kanavi đang thể hiện độ bá đạo khi anh chàng này đạt được tỷ lệ thắng rất cao ở sân chơi quốc nội. Bên cạnh đó, Kanavi thường xuyên sử dụng những vị tướng đi rừng ăn thịt phổ biến trong meta như Grave, Nidalee, Kindred để mang về những lợi thế lớn đầu trận cho đồng đội của mình. Từ đó, tạo tiền đề lăn cầu tiết dứt điểm trận đấu một cách nhanh chóng. Như vậy, ở thời điểm hiện tại có thể thấy, Kanavi đang có phong độ xuất sắc, giống như cái cách mà anh dẫn dắt đội tuyển của mình đến với chung kết thế giới. Do đó, không quá khi nói, tuyển thủ trẻ tuổi người Hàn Quốc đang được xem là người đi rừng hàng đầu giải đấu. Nhất là khi, mục tiêu cá nhân của người đi rừng tài năng này và tập thể JD Gaming không gì khác chính là chức vô địch. Thứ hai, Damwon Gaming, Canyon. Đối với vị trí đi rừng, có lẽ tiêu chí đánh giá quan trọng nhất chính là tầm ảnh hưởng của tuyển thủ đó tới lối chơi của cả đội. Và Canyon là một trong số những người chơi điển hình nhất cho điều này. Cách đây một năm, Canyon đã sớm trở thành một nhân tố quan trọng định hình nên lối chơi bùng nổ của Damwon Gaming. Danh hiệu MVP của LCK mùa hè 2019 cùng một tấm vé tham dự chung kết thế giới là minh chứng rõ ràng nhất cho tài năng và những nỗ lực không ngừng nghỉ của tuyển thủ sinh năm 2001 này. Kể từ đó, anh càng ngày càng cải thiện bản thân để rồi thêm một lần nữa cùng với Damwon quay trở lại sân chơi danh giá nhất của Liên minh huyền thoại. Thời điểm hiện tại, Canyon đã vượt qua cái bóng của một tài năng. Anh có thể tỏa sáng liên tục và gồng gánh cả đội đi đến chiến thắng. Đồng thời, Canyon cũng phối hợp ăn ý với Showmaker để tạo nên cặp đôi rừng mid cực kỳ đáng sợ ở Hàn Quốc. Thậm chí khi bước ra sân khấu thế giới, bất kỳ đối thủ nào cũng phải dè chừng bộ đôi này của Damwon. Cuối cùng, chúng ta không thể không nhắc đến kỹ năng của người đi rừng trẻ tuổi này. Canyon sở hữu tỷ lệ thắng tuyệt đối với những vị tướng phù hợp meta hiện nay như Nidalee, Lilia cùng tỷ lệ tham gia gục lên tới 66,7% và tỷ lệ gây sát thương 15,7%. Do đó, anh chính là một người đi rừng có thiên hướng ăn thịt. Canyon thường xuyên có những pha uy hiếp đường ở ngay khoảng thời gian đầu và giữa trận để nhịp độ trận đấu lên cao nhằm tận dụng tối đa lợi thế về kỹ năng của mình. Sau một cuộc hành trình dài, Damwon Gaming của Canyon đã chấm dứt triều đại thống trị của T1 với chiếc vô địch LCK mùa hè 2020. Chính vì vậy, giới chuyên môn đã rất nhiều kỳ vọng về khả năng đi sâu của đội tuyển này. Trong đó, những tuyển thủ chất lượng nói chung và Canyon nói riêng sẽ có nhiều đất diễn tại kỳ chung kết thế giới năm nay. Số 3, Sunning Sob. Lê Quang Duy được đánh giá là tuyển thủ ấn tượng nhất mà Liên minh huyền thoại Việt Nam từng sản sinh ra. Mặc dù chưa giành được nhiều danh hiệu trong sự nghiệp, thế nhưng tài năng của Sob đã được cộng đồng thế giới công nhận và thậm chí được người hâm mộ gọi là bác học điền. Kỹ năng thượng thừa, lối chơi kiểm soát và phong cách lên đồ theo chất riêng của mình
nhiều nhà phân tích cũng như khán giả trên toàn cầu đang rất ngóng chờ vào màn thể hiện của thần Dương Việt Nam tại sân khấu thế giới. Sự kết hợp giữa Sọp và Sunning đã mang lại một phản ứng hóa học hoàn mỹ. Khi lối đánh công hiến của anh đã đóng vai trò chất xúc tác quan trọng trong việc triển khai phong cách tấn công mạnh mẽ ở trong khoảng thời gian đầu game của đội tuyển này. Người ta thường đánh giá Sọp là một trong những người chơi có thiên hướng gánh đội mạnh mẽ nhất. Những đóng góp của Sọp cho lối chơi chung nằm hoàn toàn ở việc anh kiểm soát mục tiêu như thế nào, đưa ra những quyết định cực kỳ bất ngờ gây hoang mang cho cả team địch lẫn team mình. Chưa dừng lại ở đó, Sọp là một người chơi sở hữu kỹ năng cá nhân cực khủng. Chẳng có người đi rừng nào được coi là một trong những biểu tượng của khu vực số 1 thế giới mà lại kỹ năng cùi được cả. Tuy nhiên với phong cách xanh lên thanh, phế lên đam, đi rừng lên lời thề hiệp sĩ hay Ray trừng phạt cộng thiêu đốt, Sọp đã chứng minh khả năng sáng tạo ấn tượng của mình. Mà đối với mẫu người chơi dùng não nhiều như Sọp, dù không thường thể hiện một phong độ quái vật như những tuyển thủ mang khuynh hướng tay to, nhưng lại không bị chi phối quá nhiều bởi meta game. Đó là lý do tại sao Sọp lại có thể duy trì phong độ được lâu đến như vậy. Tóm lại, Sọp luôn là một cái tên nổi tiếng ở quê nhà cũng như Trung Quốc. Giờ đây, anh sẽ có cơ hội để thể hiện tài năng của mình tại một giải đấu toàn cầu. Bên cạnh đó, do sự vắng mặt của VCS, Sọp sẽ trở thành niềm hy vọng duy nhất của người hâm mộ Việt Nam tại chung kết thế giới 2020 này. Điều đó chắc chắn sẽ tiếp thêm niềm tin và động lực cho tuyển thủ sinh năm 1998 trên chặng đường chinh phục nước thang mới của sự nghiệp. Thứ tư, Fnatic Selfmade. Selfmade sinh năm 1999, khởi nghiệp trong màu áo của Mad Lion. Anh đã cùng đội tuyển này giành được rất nhiều chức vô địch từ các giải đấu bán chuyên và nhận được sự chú ý từ các đội tuyển hàng đầu châu Âu. Ngay sau đó, Selfmade đã tham gia LEC cùng SK Gaming và đã thích nghi rất nhanh với môi trường thi đấu đỉnh cao. Mặc dù là tân binh của LEC, nhưng cả SK Gaming lẫn Selfmade đều thi đấu khá ổn. Từ đó giành được vị trí thứ 6 giai đoạn mùa xuân và đứng thứ 7 giai đoạn mùa hè. Nhận thấy tiềm năng của chàng trai này, Fnatic nhanh chóng đưa Selfmade về thế chỗ Brosa. Đồng thời, Selfmade cũng được nâng tầm khi thi đấu cạnh những tuyển thủ hàng đầu châu Âu như Reckless, Nemesis hay BYPO. Tại mùa giải năm nay, màn trình diễn của Selfmade là vô cùng ấn tượng. Xuyên suốt giai đoạn mùa hè, trong khi đội trưởng Reckless chỉ chơi ở mức tròn vai và ba vị trí còn lại thì sử dụng bộ mặt quá thất thường, Selfmade đã tự biến mình trở thành một mẫu người chơi đi rừng gánh team thực sự. Thậm chí, nếu nhìn vào cái cách mà tuyển thủ đồng hương của Giang Văn Cốt xử đẹp G2 Esports phiên bản hàng hiệu trong loạt BO5 ở trận chung kết nhanh thắng, thì có lẽ phần đông khán giả đều sẽ đồng tình rằng đây là một nhân tố rất đáng để quan tâm. Cuối cùng, mặc dù không được đánh giá quá cao như những tuyển thủ đi rừng của nước chủ nhà hay Hàn Quốc, nhưng với truyền thông gây bất ngờ tại các kỳ chung kết thế giới của các đội tuyển châu Âu, biết đâu Selfmade sẽ trở thành con bài bí mật tạo nên nhiều sự ngạc nhiên tại Thượng Hải vào cuối năm nay. Thứ 5, Top Esports, Kasa. Kasa sinh ngày 14 tháng 2 năm 1997. Anh tự nhận mình là người có tính cách dịu dàng, thích màu đỏ và thường xuyên ăn món Rusi Bao, cua hấp kiểu Trung Quốc. Giống như nhiều tuyển thủ khác, Kasa vẫn thích xem phim hoạt hình, nghe nhạc và ngủ nướng để bù đắp năng lượng. Ước mơ thuở nhỏ của Kasa là trở nên giàu có và điều đó thì đã thành sự thật. Thế nhưng hiện tại, anh vẫn chưa có định hướng nào sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu. Nói về khởi điểm con đường chuyên nghiệp của mình, Kasa cho biết: "Lúc đầu, tôi thích vai trò đường giữa. Sau đó, tôi thấy một người bạn chơi Lee Sin, trông cậu ta chơi rất tuyệt. Vì vậy tôi đã chơi Lee Sin và đi rừng đến tận bây giờ." Về lối chơi, Kasa không phải là một dạng người chơi thiên tài. Điểm mạnh nhất của anh chàng này là sự chăm chỉ tập luyện, nghiên cứu đối thủ và kinh nghiệm dày dạn ở đấu trường quốc tế. Chính khả năng đọc bài rừng team địch cực kỳ tốt mà đồng đội của Kasa đặt cho anh biệt danh cỗ máy radar. Dường như mọi đường đi nước bước của đối phương đều nắm trong lòng bàn tay của anh chàng này. Dù chưa bao giờ là tâm điểm của sự chú ý, độ ổn định của Kasa trong nhiều năm khiến người ta thực sự kinh ngạc. Chính vì vậy, không quá khi nói rằng Kasa chính là người đi rừng tài năng nhất mà khu vực LMS từng sở hữu. Hiện tại, anh đang thi đấu cho Top Esports và cùng đội tuyển này vô địch LPL mùa hè 2020. Qua đó tham dự chung kết thế giới 2020 với tư cách hạt giống số 1 của khu vực Trung Quốc. Còn nhớ trong trận chung kết với JD Gaming, cựu tuyển thủ của ONG cho thấy khả năng kiểm soát mục tiêu cũng như bản đồ rất hiệu quả. Thêm vào đó kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao lâu năm cũng đã giúp cho anh đưa ra những quyết định chính xác. Ngoài ra, sự nhỉnh hơn về yếu tố chiến thuật lẫn khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao trong đội hình đã giúp Top Esports có được chiến thắng khá dễ dàng trước đối thủ của họ. Kasa cảm thấy thoải mái với bầu không khí ở Top hiện tại, bởi dù thắng hay thua, cả đội vẫn rất vui vẻ và hòa đồng. Tuy nhiên, các tuyển thủ Top Esports thường lên cơn khùng trong các buổi tập, còn Kasa lại là mẫu người luôn nghiêm túc.
Trước đó, đỉnh cao trong sự nghiệp của Casa là cùng ONG lên ngôi tại MSI năm 2018. Sắp tới, anh sẽ cùng top eSports chinh phục chung kết thế giới 2020 với tư cách là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Chính vì vậy, chắc chắn Casa sẽ là một trong những người ghi rừng được nhiều fan hâm mộ chờ đợi nhất. Và vừa rồi là toàn bộ nội dung về top 5 ngôi sao đi rừng được đánh giá hàng đầu chung kết thế giới 2020. Mong rằng những cái tên kể trên đã không làm tất cả mọi người thất vọng. Ngoài ra có thể nói, đây chính là những cái tên đã thiết lập được tầm ảnh hưởng của mình ở đội tuyển chủ quản, cũng như gây dựng được tiếng tăm ở sân chơi quốc nội trước khi đặt chân đến với đấu trường lớn nhất của Liên minh Huyền Thoại. Đi cùng với đó là sự tham gia của rất nhiều tuyển thủ được người hâm mộ kỳ vọng sẽ tỏa sáng rực rỡ dù chưa hề có một chút kinh nghiệm nào tại đấu trường này. Chính vì vậy, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chờ xem họ sẽ thể hiện như thế nào trong thời gian sắp tới nha. Cuối cùng, sau khi xem xong video, nếu các bạn có suy nghĩ gì, hãy để lại ý kiến cá nhân cho Cà phê Liên minh được biết và đừng quên like, share và subscribe vì nó hoàn toàn miễn phí đấy ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở các video tiếp theo.